Em Phụng xin chào cả nhà. Đây là video bán hàng cho ngày 13 tháng 10 nhé. Phi hôm nay em tiếp tục bán những cây ở trong vườn cho mọi người sưu tầm. Có hàng va rồi hàng xuân rồi đồ rất là nhiều cây luôn. Mọi người mua hàng gọi điện nhắn tin theo số điện thoại trên tiêu đề giúp em nha. Hàng đến mọi người được kiểm tra. Nhớ lưu ý là được kiểm tra trước khi thanh toán. Hàng bên em chưa bao gồm phí ship. Các bác mua hàng thì cộng thêm tiền ship 40.000 toàn quốc vô cho em nha. Còn tùy theo cái đơn mà nó to, nó cồng kềnh, nó gộp nhiều cây thì em phải đóng thành 2-3 thùng. Thì cứ mỗi thùng các bác cứ cộng tiền ship vào thôi. Hoặc là nó sẽ rơi vào 50-60 gì đó, tùy nha. Thì cân nặng thì tiền cước nó phải thêm rồi. Trước mặt mọi người đây là cái cây lai nha mọi người. Cái phi điệp lai nha. Phi điệp lai với chồng. Mặt hoa nó lên rất là đẹp luôn. Mặt hoa nó có thể như thế này, hoặc là nó nở xanh như thế này nha. Nhưng mà chung quy lại là mũi trắng mắt đỏ cánh bầu nha, cực kỳ đẹp luôn. Và cây đang đứng ngọn như thế này, chơi thân lá cũng rất là ok nha mọi người. Chậu mà nó 4 năm đầu như thế này này thì có 100.000 một chậu thôi, mà nhìn thân lá em phải nói là mướt mát khỏi phải bàn luôn, nhìn thân lá rất là đẹp luôn. Giờ nó còn toàn là chậu nhiều đầu không ạ? Các bác lấy 150.000 thì sẽ là 2 chậu nha. Đó, cứ 3 đầu trở lên như thế này thì 100.000 chậu. Đó, 2 đầu này, 2 đầu thì bán sao ra, 2 đầu thì cũng vậy đi. Đó, giờ mọi người cứ lấy cây to chứ đi, cây nhỏ thì em tính sau nha. Đó, 2 đầu thì nó cũng được dài như này mà, chứ nó cũng không ấy, không còn cây 1 đầu đâu nha, toàn cây rất là nhiều đầu khỏe đẹp như này. Đó, 1 đầu thì ví dụ như cỡ này thì bán 100.000 2 chậu được. Đó, 100.000 2 chậu, nhưng mà nó còn ít lắm, nó không còn nhiều nhé. Nguyên cả lô cây nó rất là mập đẹp khỏe như này nha mọi người. Này em có 2 chậu hồng thu đẹp lắm nè mọi người, 300.000 chậu nha. Chậu số 1 này nó có 2 đầu như này, thì cây 2 đầu, nó nuôi 2 đầu thì nó sẽ nhỏ hơn chậu 1 đầu nha, có 300.000 thôi, cây rất là ok khỏe đẹp như này nha. Rồi chậu số 2 cũng vậy luôn, 300 nha. Ai số 2 nè, số 2 cũng 300.000, cây dài phải tới 60 sen á, cây rất là khỏe nha, đang đi ngọ khỏe mập đẹp luôn như này. Đó, 2 đơn, 2 chậu hồng thu nha mọi người. Đó là hồng thu. Thì em có hồng mỹ nhân nha mọi người. Đó, em có 5 chậu, chậu nào cũng 100.000 hết. Mọi người muốn lấy chậu nào thì lấy nha. Số 1 này. Đó, nó có 3 đầu như thế này. Đó, mỹ nhân số 1 100.000. Cây nó mọc khỏe đứng ngọn rồi nha. Rồi, số 2 cũng vậy luôn. Số 2 cũng 100.000 này. Đây, đây chậu số 2 này nha. 2 100.000. Cây cũng 3 đầu. Mọc đẹp lắm. Cái cỡ thì nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Chậu số 3 cũng 100 luôn. Đây, lên số 3 nha. Đấy, số 3 100.000 nè. Đấy, 3 100. Rồi 4 đây, 4 100 thì cây dài như thế này nha. Cây này nó phải được tới 40 sen rồi. Đó, 100.000 thì cây dài như thế này. Đây, chậu số 4 này. Và đây là chậu số 5 nha. Ừ, số 5 đấy, 100.000 đấy. 5 chậu, ok chưa ạ? Dành cho cây hồng mỹ nhân nha. Đó, mỹ nhân, mỹ nhân. Phú quý có 3 cây nha mọi người. Còn 3 cây rất là đẹp như thế này. Chậu số 1 200.000 nè. Đó, cây phú quý 1 200 nha. Rất là ổn này. Rồi cây số 2 nè. Số 2 này 200 luôn đi. Cây số 2 này 200.000. Số 2 này nó được 2 kỳ nữa. Cây số 3 250. Cây này 2 đầu nha mọi người. Đây, chậu số 3 nè. 3 250.000 nha. Đó, số 3 250. Dành cho đường phú quý nha mọi người. Rồi phú quý 3 cây. Cây hồng phấn nha mọi người. Lá nó bị cháy tí thôi chứ nó cũng không bị gì hết. Đây hồng phấn nha. 350.000 nha. Phấn này 350 nha mọi người. Này, dành cho đường hồng phấn. Cây rất là to này nha. To mà cực kỳ là khỏe thôi. Đó, còn một cây phấn như vậy thôi. Đó, phấn 350.000 một hồng phấn. Bây giờ Gia Lai nè. Em có 2 chậu Gia Lai nha. 150 chậu thôi. Mà trong khi cây nó đẹp như thế này mà mọi người. Đó, cây rất là đẹp luôn. Có 150.000 một chậu khiếp. Gọi là siêu rẻ luôn. Bởi vì cây này cây năm 2 hết rồi. Mà hồng Gia Lai thì nó lên rất là mập nha. Mọc khỏe đẹp như thế này. Đó, một chậu nè, 150 nè. Chậu này cũng vậy luôn. Đây, chậu số 2 nha. Đây, còn 2 chậu như vậy đó. Dành cho cái cây hồng Gia Lai. Bên này là cây hồng Minh Châu nha. Hôm nay series, nguyên cái series hồng luôn. Hồng Minh Châu này. Chậu số 1 này. 200.000 nha. Cái chậu gỗ không là đã 100.000 rồi. Này được tới 5 thân luôn nha mọi người. Nhìn nó không đẹp nhưng mà cây cũng ok lắm. Số 1 200.000. Rồi cây số 2 nè. Đó, chậu số 2 nè. 2 này 250 nha. À, ui chậu gỗ nặng lắm luôn. Đó, số 2 250 nè. 2 250. Số 3 này. 3 này.
3 này cũng 250 luôn này. Đấy, chọn số 3 nha. Số 3 250.000 này. Và cây số 4, cây 4 là đẹp nè. Bạn nào lấy cây 4 này này. 4 này 250 luôn. Nó bị gãy một ngọn đây nha. Nên là tính là 250. Đó, 4 cây nha, 4 cây Hồng Minh Châu. Đó là chậu gỗ không. Ở đây có chậu đất nè, bạn nào muốn lấy thì lấy. Chậu này 150.000 nha, 3 đầu luôn này. À, 150 và 3 đầu luôn. Đó, 150.000, chậu số 5 nha. Đây đây là Hồng Minh Châu. Đây là em có bạch quốc dân nè. Bạch quốc dân số 1 này, 200.000 nha. Quốc dân 1 200. Cái này 3 đầu như thế này nha mọi người. Quốc dân 1 200. Chậu số 2 cũng vậy nè. À, số 2 200. Cái này thì nó mập tươi tỉnh hơn nè. À, số 2 200. Số 3 này, 3 cũng 200.000 nha. À, số 3 200.000, 3 200. Số 4 là 250. Cái này to nhất đào nha mọi người. Đó, số 4 250 này, 4 250. Và số 5 này. 5 này 400.000, chậu này đẹp lắm. Chậu này nó lùm nó rất là nhiều này. Mà trồng trong chậu gỗ cũng rất là nặng nha. Đây là số 5, về quốc dân này, 400.000 nha. Rồi ok nha mọi người, 5 cây đó. Cầu vồng còn 4 cây nè mọi người. Mỗi cây 150.000 nha. 4 cây cầu vồng nè. 150 một cây, thấy cũng khỏe. Mọc đẹp khỏe quá trời. Dành cho cây 5 cánh trắng cầu vồng nha. Đó, cầu vồng, cầu vồng. Thì em có di linh nè. Di linh trắng 100.000 chậu nè. Có chậu 2 đầu, có chậu 1 đầu. Đây cây di linh trắng nha. Này ok chưa. Đó, 100.000 chậu. À, di linh trắng, còn mấy chậu thôi. Đó, đây là cây di linh trắng. Em còn mấy chậu kiều vô Lộc Bắc như thế này nha. Em bán 150.000 một chậu nha mọi người. Lá to lắm luôn. Cây này toàn là cây lá mít lá to này. Đó, 150 một chậu nha. Nó ít thân như thế này. Đó, chậu cũng đẹp nè. Đó, 150.000 chậu. Đây chậu số 1 này. Chậu số 2 này. Hai này thấy cũng to hơn nè. Cả lùm nè. Nói chung là tùy mấy cây này cây rừng mà. Nên là về mọi người có thể mua hai chậu về ghép thành chậu lớn này. Chậu số 2 này đẹp nè. Số 2 này to nè. Rồi đây là số 3 này. A à, cũng 150 nha. Đó, số 3 đây. 3 150.000. 3 150. Rồi đây là cây 4 này. Cây 4 này to nè. Chậu số 4 này thấy chậu lùm cũng to quá trời to luôn. À, số 4 này. À, 4 này. 4 này 150.000. Và đây là cây số 5. Đó, 5 150. Đó, tùy nhá, mọi người muốn lấy cây nào lấy. Nó như nhau hết à. Có mấy chậu này nó cũng nhiều thân. Rồi. Thì đây là kiều vua Lộc Bắc hàng rừng nha. Cây này về kết hoa chơi Tết nha mọi người. Rồi cũng ok lắm. Này có trầm cổ nha. Đây, trầm cổ thì em bán đang bán thanh lý 100.000 chậu thôi nha mọi người. Đó, 100.000 một chậu. Cây cũng còn cây to khỏe ok lắm luôn. Đây trầm cổ nha. Nè, cây năm đầu, cây mới đầu cũng có. Mọi người thích lấy cái loại nào thì lấy nha. Đó, sao tự nhiên điện thoại nó mà đen vậy. Đó trầm cổ nha. 100.000 chậu cho mấy mọi người. Cây đẹp ha. Cây nào cây nấy thấy to khỏe, mập đẹp quá trời luôn. Đó, dành cho cái cây trồng cổ. Bên này em còn ba chậu rồng đỏ này, đẹp lắm luôn, 200.000 nha mọi người. Ba chậu 200. Cây này thì nó một thân dài như này. Đó, một thân rất là ok này. Dành cho đơn rồng đỏ nha. Đó, rồng đỏ, rồng đỏ. Đó, hàng nó ướt như này thì mai em gửi nha. Hàng nó ẩm ẩm này thì ngày mai em gửi. Đó, còn có bác cái đặt hàng ngày mai gửi, chậm lại một ngày cũng không sao đâu. Ngày mai mới đóng gửi mà. Đó, dành cho ba cây rồng đỏ. Cái này cây trầm mỹ. Trầm mỹ thì em toàn còn toàn cái chậu nhiều đầu thôi nha. Chậu một đầu thì hết rồi đó. Đây, chậu từ hai đầu trở lên. Này, nó cứ đó, quay cụ thể cho các bác xem luôn. Cây số 1 này 200.000 nha. Trầm mỹ số 1 200 bởi vì nó có hai đầu như này. Rồi, chậu số 2 này. 2 là 250, cây ba đầu nha. Đây, cậu số 2 này. 2 này, 250.000 này. Cái ba đầu rất là ổn này. 2 250. Cây số 3 này. Ôi, cây số 3 này ba đầu đẹp lắm luôn á. Bắt đầu quất ngay cây này luôn này. Đây số 3 này, 3 250 này. To mà khỏe, khỏe đẹp quá trời luôn. 3 250. Số 4 200. Số 4 này thì nó có hai đầu như này nha mọi người. Đây chậu số 4 nhá. 4 200.000 này. Đây cây số 4, 4 200.000. Cây số 5 này. Số 5 này em bán 150 thôi nè. Số 5 này nó có một đầu nhỏ hơn nha. Nên là tính 150.000 nha. Dành cho chậu số 5 này. 5 150 này. Rồi, thôi quay 5 chậu thế thôi nha. 6, 7, 8 thì nó cũng tương tự như vậy. Đó, có số 6 này 4 đầu nè. 250 cũng được nè. Bạn nào thích lấy cây 6 này thì lấy nè. 6 này nó có 4 đầu luôn nè.
mà cũng thân vàng ống ả đẹp hết á, thân vàng ống ả rất là đẹp luôn đó. Số 6 rồi, số 7 nè, 7 cũng 200 nè, 7 8 200 thấy đẹp nè, thân to lắm luôn. À, số 7 nha, 7 đẹp. Rồi số 8 này, 8 cũng 200.000. À 8 đây. Đó, 8 cây chùm Mỹ như vậy nha. Em thấy khỏe lắm, cây đẹp mập. Cuối cùng em bán chấp Mỹ nha. Chấp Mỹ thì 150 một cây như này. Cây này là phi điệp nha. Nó lên rất là đẹp mọi người. À, chấp Mỹ rất là ok. Cây khỏe mà mập đẹp quá trời. À, chấp Mỹ 150.000 chậu này. Ví dụ như chậu này nó có tới 5 đầu luôn. Thấy lên rất là khỏe. Khỏe quá trời khỏe luôn nè. Dành cho cây chấp Mỹ nha. À, chấp Mỹ, chấp Mỹ. Ok không? Ủa, đẹp. Cũng còn nhiều chậu to lắm đó mọi người. Thấy rất là khỏe nha. To, mập, đẹp, khỏe luôn. Đó, là cây chấp Mỹ nha. Rồi video hôm nay đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video khác nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.